Hello, good morning everybody. Mình là Thư Trang đây và như mọi người cũng biết thì là thời gian vừa rồi thì mình không có xuất hiện ở trên văn phòng nhiều. Lý do vì sao? Bởi vì mình đang thi đấu bộ môn SEA Games 31 và mình đã thi đấu trở về rồi. Đố mọi người biết là mình thi đấu bộ môn gì? Trang thợ lặn đúng không? Ơ, anh Hải, anh Sơn Hải Phong. Ơ, Trang thợ lặn. Ôi duyên quá, lại gặp anh ở đây. Em làm gì ở đây đấy? Hôm nay em đi làm lại sau khi mà em thi đấu xong đấy, bộ môn đấy đấy. Thi đấu à? Thế thì anh dẫn em vào tham quan nhá. Căn phòng này gọi là mọi thứ thay đổi hết rồi. Để anh dẫn em vào nhá. Đi. Cúp cu floor number 2. Đúng, đây là chị tầng 2 đấy. Đây bạn góc trong này là nhân viên mới. Nhân viên đi làm này, ngồi đánh điện thoại. Nhìn này, laptop không mở. Đúng rồi. Này. Bọn mình làm công ty công nghệ mà bây giờ không dùng điện thoại thì không lẽ là bây giờ bắt bọn tôi lấy sách bút ra để mình ghi nội dung à? Anh nhìn thấy mọi người không? Ai cũng làm việc laptop không? Thật không? Rồi mời các bạn hãy theo tôi xem mọi người đang làm cái gì. Đầu tiên là thằng Khôi đang ăn. Nó mở laptop để nó ăn thì để làm cái gì? Biết thằng này đang làm gì không ạ? Đang nghe nhạc, nó mở laptop lên để mà nó nghe nhạc, có khi đang xem phim online có biết đâu. Rồi sang thằng này, khi người ta đến thì bắt đầu mới bày ra, chứng tỏ là gì? Đang làm ăn trí trá. Đấy, trước mùa mặt nó đang ăn, nó bày ra để mọi người nhìn tưởng là nó đang làm việc thôi. Đây, thằng này có làm đâu. Nó để cái hộp này sang bên phía ông Tôm Tuấn, đâu khi ban đầu nó để ở đây. Nó thấy đến phát là nó để ra luôn. Đây, nó là còn đặt bom ở công ty nữa này. Đây, có làm việc đâu, giờ vẫn đang ngồi xem thời tiết này. Để xem mấy giờ mưa to để về này, thấy không ạ? Làm gì có làm việc, có thằng này. Đây. Ngay khi bảo có làm việc hay không, lập tức nó cất hai lon nước ngọt vào trong này. Đây. Một lon nước ngọt và một quả táo. Nói tóm lại là anh em ở đây làm rất là lôm côm. Chúng ta sẽ thấy đây toàn bộ phòng tầng 2 này thì sẽ để cho đội nội dung reviewer fanpage. AirPod giveaway này. AirPod giveaway tặng cho các bạn này, thấy không ạ? Thì các bạn, vấn đề là bây giờ mọi người thấy là bọn mình chả có gì ngoài tiền để mà giveaway các bạn. Và còn rất nhiều những cái khác nữa. Thì tầng 2 bọn tôi sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa nay, sẽ có nhiều tiết mục thú vị hơn. Đó, mời chị Trang. Nói chung là văn phòng làm việc. Ở đây về tầng 2 đi, lên tầng trên đi. Không, tôi phải bình phẩm cái văn phòng này đã. Từ tôi nhận xét từng tầng một. Nói chung là sống vô tâm lắm mọi người, thấy không? Toàn đuổi mà sống vô tâm lắm. Floor number 3. Phòng bận bịu đấy em ạ. Đây là khu vực editor. Hãy nhìn là mọi người có thể biết được. Còn bên cạnh khu vực này thì chắc là một khu vực mới mà em chưa được biết. Đây là bàn họp cho tất cả anh em. Ở trong xịn nhở. TV to phải gấp đôi người em ấy. Nhưng mà nó phẳng giống em. What's up bro? Oh my god, Janil. So fancy. Anh Nam, anh có nhiều em không? Không. Ngân. Nhớ, Ngân. Ngân à? Ô, Trang à? Em đây. Em lên từ bao giờ? Sao em vừa lên. Đó lắm rồi, mới gặp em nha. Anh nhớ em không? Anh á? À? Nhớ chứ. Anh nhớ tất cả các bạn nữ công ty. Em cái văn phòng này sao ấy? Một cộng một bằng 3. Lỗ hồng. Đi thôi, đi. Ý, bọn mình vừa bay lên tầng 6 đấy mọi người. Đây là phòng mà bọn mình sẽ ngồi ăn trưa này, cũng như là sinh hoạt chung, ví dụ như gọi là công ty liên hoan hay là gì đó. Sẽ lên đây ngồi một vòng tròn giọt là vui. Còn ở đây, right here, sẽ là mà một cái khu vực mà thư giãn, chill. Ví dụ kiểu là sếp mắng, sếp chửi, cảm thấy stress, cảm thấy muốn năng suất thì lên đây ngồi chill tí. Lên ngửi những cái cành cây. Em có nhớ cái khoảng thời gian mà em ở gọi là khu vực này không? Em có, em hay trốn lên đây ngồi selfie mà. Tại vì ánh sáng đây nó rất là đẹp. Đấy. Sau này khoảng thời gian đây là thỉnh thoảng là hay lên đây ngồi họp này, hay lên đây ngồi nói chuyện với các chị tâm sự tuổi hồng, chia tay người yêu khóc lóc lên đây ngồi. Nơi đây đã thấm đẫm những cái giọt nước mắt, những viên sỏi này đã thấm đẫm những giọt nước mắt của em. Wow, anh đang nấu món gì đấy? Món này là thế với các ông nhá, là anh Hiếu ấy, là những người mà nấu ăn ngon kinh khủng cực kỳ luôn ấy, không điêu. Lịch phân công rửa bát trực nhật. Đấy không có tên mình, bởi vì sao con lên công ty là không phải, bởi vì công chúa là chỉ có em thôi.
Thôi vậy thôi, nó hết, nó vậy đó. Đấy. Công ty mình có 6 tầng và các tầng đều có những cái gọi là chức vụ riêng. Đấy, như kiểu tầng 6 này, đang nấu cơm. Tầng 6 tầng tảo đấy. Nhưng mà tại vì đôi khi mình cũng muốn lên đây để mình phụ cho anh Hiếu, là mình một người rất thích là nấu ăn. Đéo tin. Sau này mà công ty có cập nhật thêm những khu vực mới thì chúng mình sẽ lại tiếp tục quay cho mọi người xem. Còn ở phía dưới thì chúng mình còn 2 tầng nữa, nhưng mà mình biết là 2 tầng này mọi người đã được theo dõi rất nhiều ở trên các video của studio rồi, nên mọi người hãy tiếp tục xem đi. Đó, và nếu mà mọi người muốn anh Sơn cũng như là mình xuất hiện nhiều hơn trên các video thì mọi người có thể comment ở phía dưới động viên chúng mình, có thể gợi ý cho chúng mình những nội dung clip mà mọi người muốn bọn mình quay mà mình có thể quay cho mọi người nha. Còn chắc chắn là mọi người đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Phố Ăn Chơi. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Mọi người nhớ subscribe nhá. Rồi, tạm biệt mọi người. Bye bye mọi người nha. Tạm biệt anh Hiếu.